quá trời hoa luôn. À, cái này là hoa lan rồi xương rồng. À, bên này là sập trái cây. À, và bây giờ chúng ta sẽ đi qua đường ha. À, anh chị có thấy cái xe nếp chiên không? Buổi chiều qua đây bán nếp chiên, đặc biệt là các loại bánh thì có bánh cam, bánh tiêu rất là ngon. Thì có sau này chứa cái khu vực hàng ăn vậy thì chúng ta thấy ở đây thì nãy giờ để ý có rất là nhiều cô chú á vì đồng bào và heo. Ở đây anh chị biết bán gì nó ngon không? Bánh à, bánh cam à, ở đây có bánh tiêu, những cái món bánh này như là truyền thống của người ta à, ta làm rất là hay. Lối ở ngoài thì có bán đồ điện tử rất là nhiều. À, hôm nay đưa anh chị đi xuống Đức Trọng à, một chuyến ha. Chúng ta sẽ đi quay ngoài chợ. Dạ không ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
có mấy bác ở đây bán bánh rất là ngon luôn nè. Hồi lâu em có mua ở đây mấy lần nhưng mà có một cô bán bánh tiêu á, bữa nay không thấy cô bán. Bên này thì dứa thơm, rất là vui đưa anh chị đi coi bà con mình buôn bán ở chợ Liên Nghĩa Đức Trọng. Thỉnh thoảng thì em cũng đi ở xuống đây để mà thăm người quen ở dưới này. Bánh bò, các loại bánh, đặc biệt ở đây đồ ăn rất là rẻ luôn anh chị, rẻ hơn ở trên Đà Lạt rất là nhiều, đặc biệt là cơm, bánh, rất là nhiều món rẻ bất ngờ luôn. Ở đây là đồ len, quần áo trên này. Lần này thì có trống không? Có nhỏ hơn. Có nguyên bộ không hay là chỉ có cái đầu thôi? Tính riêng hả? Có chỉ một cái nhỏ nhỏ thôi, trong đấy nó chơi thôi. Cái chơi của đầu còn nhỏ nhưng mà phải có cái áo choàng phía sau ha. Chơi nha. Bảo hiểm nè. Phun phay. Thank you.
này bao nhiêu bịch chứ chị? 70 ký em. Mê này mê Thái mà ngon. Khô, cá khô, mực, cá đuối. Rồi hôm nay là trứng, trứng gà, trứng vịt, trứng bắp thảo, rồi trứng muối, rồi trứng cút. Bên này thì tôm khô. Nuôi du lịch chợ Đức Trọng. Là chợ chiều trường tiểu học dân lập Trung Sơn ở phía trước trường tiểu học. Phía dưới thì có viết những cái chữ tàu của người Hoa, trường dân lập Trung Sơn. Quán ăn vặt sắp sắp cái này là bún cuốn thịt nướng, còn cái này thì bánh tráng mắm ruốc, xoài. Ở cái vị trí này thì gần trường tiểu học. Ốc này ốc gì á chị? Ốc nhồi. Ốc nhồi hả? Ở đây thì người tàu sinh sống rất là nhiều. Đặc biệt là đối với những cái khu chợ như thế này thì chúng ta thấy những cái lá bùa được dán ở những vị trí như là cửa sổ. Đây là bánh phô mai. Bánh phô mai là bánh gì? Quay lại đó, là bánh này nè, bánh phô mai. Tí quay lại.
À chút xíu nữa mới lấy được hả? Kẹp một phô mai ở. Cái này bỏ miếng phô mai ở giữa hả chị? À, hay quá ha, bỏ miếng phô mai vô ha. Sùng rồi cá viên chiên rồi xúc xích rất là nhiều cái món ăn vặt ở đây.